Sau hơn 70 năm trung thành với dòng xe thể thao hai cửa, Lotus cũng đã chính thức bước chân vào phân khúc SUV bằng mẫu Electra hoàn toàn mới. Electra là mẫu xe điện đầu tiên thuộc nhóm Lifestyle EV của Lotus, và cái tên Electra có nghĩa là đến với cuộc sống trong tiếng Hungary. Vóc dáng của Electra được miêu tả như một mẫu xe thể thao gầm cao với động cơ đặt giữa, nhờ vào trục cơ sở dài, khoang lái dồn về phía trước và phần nhô ra trước sau ngắn. Những đường nét thiết kế chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ hai mẫu Evija và Emira, khi nó tuân theo triết lý điêu khắc bởi không khí, sẽ bao gồm hàng loạt những lỗ thông gió cho phép không khí chảy xuyên qua thân xe, giúp giảm tối đa lực cản khí động học. Mũi xe được tạo hình sắt cạnh, với dải LED định vị và cụm đèn pha ma trận tách rời. Phía dưới là lưới tản nhiệt gồm nhiều vây chủ động hình tam giác. Phần thân xe lực lưỡng, nổi bật với những bộ mâm lên tới 23 inch và trụ đê thiết kế kiểu mui bay thanh thoát. Phía đuôi xe tối giản gồm cánh gió chia đôi trên cao, phía dưới là cánh gió chủ động và đèn hậu dạng LED mảnh trải dài hết chiều ngang. Khung thân của Electra là sự phối hợp giữa nhôm và thép cường lực. Phía bên ngoài là những tấm thân vỏ bằng nhôm và sợi carbon, giúp xe nhẹ nhất có thể dù tổng khối lượng vẫn vượt quá 2 tấn. Lotus cũng phô diễn yếu tố công nghệ trên Electra ngay từ bên ngoài, với tay nắm cửa pop-up, gương chiếu hậu kỹ thuật số tích hợp 3 camera mỗi bên, và 4 cảm biến LiDAR dạng ẩn sẽ được triển khai khi cần thiết. Khoang nội thất của Electra được thiết kế thông minh để tối ưu không gian, với bệ trung tâm 2 tầng, ốp cửa tích hợp ngăn chứa đồ và hai khay giữ cốc cho bệ tì tay ở cả phía trước lẫn sau. Vật liệu được sử dụng đáp ứng những tiêu chí bền, nhẹ và cao cấp như sợi dệt nhân tạo, vải len dày hay phót carbon. Hệ thống thông tin giải trí gồm màn hình điều khiển siêu mỏng sau vô lăng. Phía đối diện là màn hình tương tự dành cho hành khách ngồi trước. Ngay chính giữa là màn hình trung tâm OLED rộng tới 15,1 inch thay đổi được góc nghiêng. Dàn âm thanh cao cấp nhất trên Electra là loại KEF Reference với 23 loa 2160W. Ngoài ra xe còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh, ghế massage và khả năng kết nối liên tục với điện thoại bằng sóng 5G. Lotus chưa công bố quá nhiều thông tin chi tiết về khả năng vận hành của Electra. Hệ động lực gồm có hai motor điện nằm ở hai cầu, với tổng sức mạnh rơi vào khoảng 600 mã lực. Electra gây ấn tượng bằng khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km một giờ trong dưới 3 giây, vận tốc tối đa 260 km một giờ và tầm hoạt động cho một lần sạc đầy vào khoảng 600 km. Khối pin 100 kWh sẽ được sạc bằng dòng điện xoay chiều tiêu chuẩn qua ổ cắm nằm ở cả hai bên thân xe. Nhờ vào kiến trúc mạng điện 800V mà công suất sạc tối đa được đẩy lên mức 350 kW bằng dòng điện một chiều, mang tới quãng đường di chuyển lên tới 400 km chỉ với 20 phút sạc. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén và giảm chấn thích ứng, và Lotus cung cấp thêm những tùy chọn như đánh lái bằng trục sau, kiểm soát lực kéo vector qua hệ thống phanh hay thanh cân bằng chủ động. Electra sẽ bắt đầu được sản xuất tại Trung Quốc từ cuối năm nay, với mức giá dự kiến rơi vào khoảng 100.000 bảng Anh. Vừa rồi là video giới thiệu Lotus Electra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.